Thế giới tài chính và công nghệ đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ từ kế hoạch huy động vốn táo bạo của Meta Planet nhằm củng cố vị thế Bitcoin đến bước đi chiến lược của Tether, tham gia mạnh mẽ vào ngành tài trợ thương mại trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Giữa lúc Bitcoin sắp chạm ngưỡng lịch sử, làn sóng lạc quan từ XRP ETF lan tỏa, cùng sự thăng hoa của các token Metaverse và Meme đầy hứa hẹn. Tại Việt Nam, Hanagon đã tiên phong đưa ATM vàng vào cuộc sống, mở ra kỷ nguyên mới trong tích trữ tài sản. Ở một diễn biến khác, Binance tiếp tục thu hút sự chú ý khi công bố kế hoạch cho Open Mainnet giữa những tranh cãi về thời hạn KYC. Mời quý vị khởi động ngày mới cùng 5 phút Crypto, nơi cập nhật nhanh chóng những tin tức nóng sốt nhất của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Gã khổng lồ Nhật Bản Meta Planet tiếp tục công bố kế hoạch huy động 9,5 tỷ yên, khoảng 62 triệu đô la, để tăng cường danh mục đầu tư BTC của mình. Số vốn này sẽ được thu về thông qua quyền mua cổ phiếu dòng động Series 12, phân bổ cho Evo Fund từ ngày 17 tháng 12 năm 2024 đến ngày 16 tháng 6 năm 2025. Cổ phiếu Meta Planet đã tăng 6,5% sau thông báo, tiếp nối đà tăng trưởng bùng nổ trong năm qua. CEO Simon Zirovic khẳng định, chiến lược quy động vốn của Meta Planet lấy cảm hứng từ MicroStrategy, giúp công ty gia tăng lượng BTC mà vẫn bảo toàn lợi ích cổ đông. Kể từ khi chuyển trọng tâm sang BTC vào tháng 5, Meta Planet đã sở hữu 1.142 BTC, đầu tư 75,3 triệu đô la, với giá hiện tại đạt 108,5 triệu đô la, tăng 44%. Meta Planet nằm trong top 18 doanh nghiệp niêm yết sở hữu BTC toàn cầu, dẫn đầu tại châu Á. Thành công này đã giúp Meta Planet lọt vào danh mục quỹ ETF Amplify Transformation Data Sharing Plus, nơi quản lý hơn 930 triệu đô la tài sản và sở hữu 4,4% cổ phần của Meta Planet. Tether với hàng tỷ đô la lợi nhuận từ việc phát hành stablecoin USDT đang mở rộng chiến lược bằng cách thành lập Tether Investment, một nhánh đầu tư độc lập nhằm hỗ trợ tài chính truyền thống. CEO Paolo Adorno tiết lộ Tether Investment sẽ tham gia cho vay hàng hóa và dự kiến tăng quỹ thanh khoản, tài trợ giao dịch nguyên liệu thô lên 3-5 tỷ đô la vào năm 2026. Bộ phận này sẽ cung cấp vốn cho các nhà môi giới hàng hóa, thu lợi từ lãi suất và đẩy mạnh thanh khoản trong lĩnh vực có nhu cầu vốn cao. Adorno cũng nhấn mạnh rằng Tether đã hợp tác với nhiều nhà giao dịch hàng hóa hàng đầu thế giới, nhưng chi tiết được giữ kín vì lý do bảo mật. Vào tháng 10, Tether đã tài trợ giao dịch vận chuyển 670.000 thùng dầu thô trị giá 45 triệu đô la từ Trung Đông, minh chứng cho sức mạnh của USDT trong xử lý nhanh và minh bạch. Adorno khẳng định Tether Investment sẽ góp phần vào ngành tài trợ thương mại toàn cầu trị giá 10.000 tỷ đô la. Với tổng lợi nhuận 7,7 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm 2024, Tether cam kết đầu tư hơn 1 tỷ đô la vào năm tới, tập trung vào dầu mỏ, khí đốt và vàng nhằm hỗ trợ các giao dịch tại thị trường mới nổi. Tháng 11 chứng kiến sự bùng nổ của thị trường tiền điện tử khi BTC tiến sát ngưỡng 100.000 đô la, trong khi hàng loạt token khác thể hiện tiềm năng tăng trưởng vượt bậc. Kỳ vọng về việc XRP ETF được phê duyệt đã khơi nguồn lạc quan, đưa XRP lần đầu tiên vượt mốc 1,4 đô la sau 3 năm, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 25%. Thông báo của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán SEC Gary Zensler về việc kết thúc nhiệm kỳ đã thổi bùng hy vọng vào các thay đổi tích cực trong quản lý tiền điện tử. Sự lạc quan bao trùm đã thúc đẩy sự tăng trưởng của hàng loạt altcoin, trong đó Dogecoin nổi bật với mức tăng 13% trong tuần qua, đạt 0,4084 đô la. Được tỷ phú Elon Musk ủng hộ, Dogecoin đã trở thành ứng cử viên sáng giá với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ khi XRP ETF được phê duyệt. Song song đó, các dự án Metaverse như Aureo One và Pepe Eugenics đang thu hút dòng vốn lớn nhờ công nghệ đột phá. Pepe Eugenics đặc biệt gây chú ý với giải pháp Layer 2, giúp nâng cao khả năng mở rộng và giảm chi phí giao dịch. Token Pepe đang trong giai đoạn resale với mức giá 0,01295 đô la, mang đến cơ hội hiếm có cho nhà đầu tư tham gia vào dự án đầy hứa hẹn này. Hanagon, chuỗi kim hoàn 4.0 tiên phong tại Việt Nam, đã chính thức cho ra mắt máy ATM vàng, mang đến cuộc cách mạng kỹ thuật số trong trải nghiệm mua sắm và tích trữ vàng. Với thiết kế hiện đại, thân thiện và tích hợp công nghệ NFC tiên tiến, Hanagon ATM là giải pháp hoàn hảo cho những ai tìm kiếm sự tiện lợi, an toàn và minh bạch. Chỉ với vài thao tác đơn giản qua ứng dụng hoặc trực tiếp tại máy,
khách hàng có thể dễ dàng sở hữu ngay sản phẩm vàng chất lượng, được đảm bảo nguồn gốc rõ ràng nhờ công nghệ định danh NFC. Giao dịch được hoàn tất chỉ trong 30 giây, mang lại tốc độ vượt trội mà không cần chờ đợi hay ghé thăm cửa hàng. Bên cạnh đó, tất cả sản phẩm đều được kiểm định bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đảm bảo uy tín và chất lượng vượt trội. Hanagon ATM không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn mở ra cơ hội sở hữu vàng tích trữ với tiêu chuẩn quốc tế và giá trị bền vững đầu tiên tại Việt Nam. Trong bối cảnh cộng đồng Pioneer xôn xao trước quyết định gia hạn thời gian ân hạn KYC đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, BitcoinTM đã chính thức lên tiếng nhằm xoa dịu những lo ngại. Theo thông điệp mới nhất trên WeChat, một thành viên đội ngũ BitcoinTM khẳng định họ đang tích cực làm việc và lập kế hoạch cho sự kiện Open Mainnet với mục tiêu vẫn là hoàn tất trong năm nay. Thông điệp này được đưa ra như một nỗ lực tái khẳng định cam kết của BitcoinTM đối với cột mốc quan trọng nhất của dự án, với những dự đoán cho rằng Open Mainnet khó có thể diễn ra đúng kỳ vọng ban đầu. Dù vậy, động thái gia hạn KYC cho thấy đội ngũ đang ưu tiên xây dựng một hệ sinh thái bền vững, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các pioneer có cơ hội tham gia vào hệ thống một cách công bằng và hiệu quả. Dấu quyết định này gây ra không ít tranh cãi, thông điệp từ BitcoinTM mang lại niềm tin rằng Open Mainnet vẫn là mục tiêu hàng đầu và rằng mọi nỗ lực đang được đẩy mạnh để đạt được cột mốc này trong năm 2024. Với những cải tiến liên tục trong hệ thống KYC và các hoạt động chuẩn bị khác, Binetwork dường như đang hướng đến một sự kiện ra mắt mạng mở đầy tiềm năng và thành công. Cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin. RectoLetVN hy vọng nhận được sự góp ý từ các bạn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. RectoLetVN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.